Chào mừng bạn đến với Tulato, túi lan tỏa tri thức, góp sức thành công. Thật vui khi được tiếp tục đồng hành cùng bạn trên hành trình khám phá tri thức mới. Trong chủ đề ngày hôm nay, Tulato xin gửi tới quý độc giả một tác phẩm truyện dài nữa về chủ đề học đường của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, đó là Những Cô Em Gái. Nguyễn Nhật Ánh sinh ngày 7 tháng 5 năm 1955 tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Ông được coi là một trong những nhà văn thành công nhất, viết sách cho tuổi thơ, tuổi mới lớn với hơn 100 tác phẩm các thể loại. Trước khi trở thành nhà văn nổi tiếng, Nguyễn Nhật Ánh từng có thời gian đi dạy học, viết báo với nhiều bút danh như Chu Đình Ngạn, Lê Duy Cật, Đông Phương Sóc, Sóc Phương Đông. Năm 13 tuổi, ông đã có thơ đăng báo. Năm 1984, tác phẩm truyện dài đầu tiên trước vòng chung kết đã định vị tên tuổi của ông trước lòng độc giả. Và kể từ đó, ông tập trung viết cho lứa tuổi thanh thiếu niên. Tên tuổi của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh gắn liền với các tác phẩm làm say lòng độc giả bao thế hệ như Mắt Biếc, Còn Chút Gì Để Nhớ, Hạ Đỏ, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, Chú Bé Rắc Rối. Những Cô Em Gái được nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sáng tác năm 2000. Đây là phần nối tiếp tập truyện Hoa Hồng Xứ Khác. Tuy nhiên, với những ai chưa đọc Hoa Hồng Xứ Khác thì cũng không có vấn đề gì cả. Vì tuy tiếp nối nhau và có vẻ cùng nhân vật chính, nhưng ở mỗi tác phẩm là một câu chuyện khác nhau. Những Cô Em Gái bao gồm 25 chương kể về một câu chuyện bắt đầu mới của Khoa. Lúc này đã lớn thêm 1 tuổi, phải rời xa quê lên thành phố để học. Những ngày đầu xa quê là chuỗi ngày khó khăn đối với Khoa. Cuộc sống ồn ào nơi phố thị không thể khỏa ngấp được sự cô đơn, xa lạ trong anh. Chỉ đến khi quen biết Hồng Hà, rồi bắt đầu gặp những người bạn gái, nhất là Quyên, nàng Stephanie của lòng Khoa, thì cuộc sống của anh mới bắt đầu có thêm màu sắc. Khoa yêu thích làm thơ, anh cho Quyên rất nhiều bài thơ mà chẳng dám gửi được cho cô. Trong một lần bài thơ của Khoa viết cho Quyên được đăng báo, anh dần trở nên nổi tiếng như một nhà thơ trong lũ bạn học. Từ đó họ nhờ anh làm thơ cho em gái của mình, nhưng sự thực là phục vụ cho mục đích đen tối. Run rủi thế nào, những bài thơ ấy được truyền tay qua một con đường vòng nào đó lại đến tay Quyên. Điều này gây hiểu lầm và nuôi trong Khoa niềm hy vọng trước khi Khoa đối diện với sự thật. Quyên đã có bạn trai, lại một mối tình tan vỡ nữa của Khoa sau Gia Khanh trong Hoa Hồng Xứ Khác. Lại một kết thúc buồn cho Khoa, buồn cho cậu học trò chẳng thể đến nổi với bến đỗ tình yêu. Từ khi khởi đầu cho đến khi kết thúc câu chuyện, lúc nào cũng đượm một nỗi buồn man mác. Tuy rằng có đôi lúc xen kẽ vào đó là tình tiết hóm hỉnh, vui nhộn của những chàng trai và cô em gái của mình, nhưng cũng không sao xóa đi được cảm giác buồn miên man qua những câu thơ của chàng thi sĩ Khoa về Quyên, người mà anh ngày đêm mong nhớ. Những tưởng sẽ có một kết thúc có hậu hơn Hoa Hồng Xứ Khác, nhưng cuối cùng thì Khoa cũng lại thất bại vì Quyên đã có người yêu. Những mong ước của Khoa chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước. Câu chuyện để lại trong lòng độc giả một nỗi buồn nhẹ nhàng không tên, bâng khuâng theo những nỗi niềm. Quả thật, những tác phẩm của bác Ánh luôn lôi cuốn bạn đọc với những cảm xúc chân thật và gần gũi. Những vần thơ trữ tình, lãng mạn và nỗi niềm tương tư của chàng trai mới lớn biết yêu. Đọc xong câu chuyện, ta dường như thấy dáng dấp của bản thân mình trong đó. Tình yêu trong những ngày cắp sách đến trường là tình yêu trăng trẻo nhất. Tuy ngây ngô, nhưng thật đẹp. Giáo sư Lê Huy Bắc từng nhận xét về những tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh rằng chất triết học trong tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh soi chiếu cuộc đời của những đứa trẻ. Chất triết học ấy không cao xa, nặng nề mà nhẹ nhàng len lỏi vào từng trang viết, thể hiện đúng thế giới tuổi thơ, nơi không chỉ có tiếng cười, sự hồn nhiên mà còn có cả nỗi buồn, tư lự, âu lo và trăn trở rất đời. Chính sự hài hòa này góp phần nâng tầm trang viết của nhà văn, và chính nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cũng từng tâm sự rằng khi viết, tôi có cảm giác tự nhiên như cậu học trò ngồi viết chuyện đời mình, nên các em sẽ thấy tác phẩm của tôi gần gũi, yếu tố vui nhộn cũng là điều phù hợp với tâm hồn của các em. Một cuốn sách với chủ đề học đường dĩ nhiên sẽ rất phù hợp với những bạn ở lứa tuổi học trò, lứa tuổi hồn nhiên, tinh nghịch, những rung động, lãng mạn của tình yêu đầu đời. Nhưng những
người trưởng thành cũng có thể đọc, những cô em gái nói riêng và những tác phẩm học đường khác của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nói chung để có thể hồi tưởng lại một thời hoang nắng của mình. Khoảng thời gian tươi đẹp mà bất cứ ai cũng muốn quay trở lại thêm một lần nữa. Những cô em gái được viết năm 2000, nhưng đến năm 2019 nó đã được tái bản lần thứ 29. Nếu tính trung bình mỗi lần tái bản 3.000 quyển, thì tới nay đã có gần 10 vạn quyển sách những cô em gái được tiêu thụ. Đây thật sự là một con số đáng mơ ước của rất nhiều nhà văn trẻ hiện nay. Cảm ơn bạn đã theo dõi Tulato. Nếu yêu thích những nội dung chúng mình chia sẻ, hãy nhấn like và subscribe để đón xem những video sớm nhất nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.